thương mại ở đây mà nó vắng vẻ như thế này, kinh tế Mỹ còn khó khăn trăm bề. Hy vọng cái vấn đề coronavirus nó sẽ vượt qua và nó có thuốc thì dân Mỹ họ mới có cuộc sống ổn định trở lại thôi. Chứ bây giờ tôi nói còn te tua. Giờ mà ai mà có trong nước mà cứ có cái mơ mộng mà tôi phải đi ra nước qua Mỹ để đổi đời, tôi nói chỉ các bạn quên đi, quên đi. Ở Việt Nam kìa, thôi cố gắng mà lo làm ăn, lo mà làm ăn để đặng mà phát triển cái cuộc sống của mình. Chứ tự nhiên giờ qua bên Mỹ đi làm, đồng đô Mỹ giờ đâu mua được cái bánh, mua được cái kẹo còn không đủ. Tiền đồng đô nó bên này nó một trời một vực. Nghe người ta nói làm tháng 3-4 ngàn đô nghe chắc là ghê gớm lắm, nhưng mà chi phí đủ thứ hết, tiền này tiền nọ, rồi đâu cũng vô đó, buồn chết bà cố luôn. Tại vì tôi ở đây lâu rồi, mình cái cuộc sống của mình nó bận rộn rồi, mình quen rồi. Chứ về Việt Nam thì các bạn thấy thoải mái, có tiền sống, muốn đi chơi đi chơi, muốn nghỉ nghỉ. Bên này nhiều khi livestream cũng phải tận dụng cái thời gian của mình, tận dụng cái thời gian của mình để mình đi đâu đó mình có đằng mà like. Đây các bạn thấy tôi like ở trên xe. không phải như giống như người khác, khi họ có thời gian hay gì đó họ chui nhà họ làm dàn cảnh này nó họ like, tại họ có kênh, họ có kênh thì họ like cho nó đâu ra đó, nó chuẩn mực hơn. Còn tôi thì hứng đâu like đó, gặp chuyện gì thấy hay hay like đó. Để anh chị các bạn thấy, anh chị các bạn thấy những cái khu mà tiểu thương như vậy nó vắng như chùa Bà Đanh vậy, hỏi chứ te tua tơi tả. Đường xá Mỹ mà nó không có nhộn nhịp, các bạn biết cuộc sống người ta, những cái dân mà trung lưu mà làm ăn được cũng khó lắm, trăm bề vất vả. Thì tôi like để anh chị các bạn thấy, như mình đã hứa với anh chị các bạn là bữa nay sẽ like phần 2 tập 2 cảnh 2 để các bạn thấy nước Mỹ của những người họ đang gọi là ca ngợi. Qua đây tôi quay cho anh chị các bạn coi cái khu thương mại này nha. Nó góp từ năm 2008 tới nay đó, mà tới bữa nay nó còn không một bóng người với bóng ma. Để qua đây tôi quay cho anh chị các bạn coi, để tôi băng qua con đường. Nó rớt từ năm 2008 nó cái khu này nè. Mà hỏi anh chị các bạn, những cái khu thương mại như vậy mà nó rớt kiểu này hỏi không, mà tiền thuế mà đóng cho chính phủ coi như là tía má nhìn không ra. Đây, cái thành khu này nó rớt năm 2008 tới nay mà vẫn chưa phục hồi nổi. Anh chị các bạn thấy không, nó còn có ngoài kia một cái khu mà nó xây nhà lên, nó bị rớt năm 2008, bất động sản nó vẫn còn chưa có recover lại, nó vẫn còn bỏ quan à. Hỏi anh chị các bạn, một cái khu thương mại mà làm chủ kiểu này là tiêu rồi, nó không tiền thuế đóng sặc máu, coi như là nợ thuế ông chính phủ từ năm 2008 tới bây giờ đó. Cái chỗ này mười mấy năm rồi, nó rớt từ năm 2008 vẫn còn hoang vắng luôn, lên không nổi luôn. Tiệm nail của người Việt ngày xưa nó bỏ trống nó đi những cái tiệm thực phẩm của Mỹ Tây Cơ, các bạn thấy không? Ừ. Lâm nail văng vô vách luôn á. Đâu phải dễ giỡn đâu, các bạn thấy nè, văng vô vách. Một cái từ năm 2008 tới giờ mà nó còn hồi chưa nổi, đâu có giỡn chơi đâu. Thấy vậy chứ đâu phải vậy đâu, nhiều cái còn phê lắm. Những người nào người ta ở Mỹ lâu hay là người ta có cái cuộc sống ổn định, kinh doanh thương mại rồi, họ làm ăn họ vững vàng rồi, thì bây giờ họ cầm cự thôi, chứ cũng ngồi trên đống lửa chứ đâu có giỡn đâu chị các bạn. Ngồi cũng phập phồng lắm. Nếu mà nó mà không phục hồi lại từ đây đến cuối năm
hết nhiệm hết cái vấn đề bầu cử tranh đấu đá nhau mà nó không có ổn định trở lại là còn vất vả trăm bề. Như các bạn thấy, bởi vì có nhiều người tôi thấy họ không hiểu về nước Mỹ, họ nghĩ rằng họ có tiền ở Việt Nam. Các bạn thấy đất nước phát triển đổi mới, họ giàu có, họ làm ăn, họ thịnh vượng lên, bắt đầu họ sống ngoài và họ bị cái đám chống cộng nó cho ăn cái bánh vẽ, nó lên mạng nó lừa, bởi vì nó lừa mấy cái người mà trong nước ra rồi đó cầm cờ ba quê ba sọc rồi ra mà đó chửi bới quê hương rồi ngồi đó nói tầm bậy tầm bạ. Tới chừng qua Mỹ rồi tưởng gì qua Mỹ đi rửa chén đi lụm lon các bạn thấy con nông con mắm con mắm nấm giờ nó làm sao cù quy hài vũ tạ phong tần điếu điếu cài rồi bây giờ rồi cái thằng Sơn gì đó rồi cái thằng gì Thái Hoàng gì đó qua bên Mỹ nó đi làm từ sáng nó chiều tối làm đầu tắt mặt tối luôn, làm má nó nhìn nó còn không ra, nó về nhà vợ con nó nhìn nó không ra luôn. Các bạn thấy nó phủ phàng như vậy đó. Ở trong nước thì chửi bới ghê lắm, ở trong nước thì làm ghê lắm, ở trong nước là toàn là những người anh hùng dân tộc, anh đứng lên khởi nghĩa đi làm cách mạng giành độc giành tự do nhân quyền nhân bản cho nhân dân tổ quốc đồ ghê lắm. Ở trong, lúc mà còn trong nước ôi xù trời ôi rồi được mấy ông mà đại sứ quán đồ mà hay là mấy ông mà của nước ngoài vô mà mời lên gặp chàng ôi nên đồ bộ đồ vét tông vô về nhà tăng lên Facebook đồ mừng lắm, tao được qua tao được gặp ông đại sứ quán lãnh 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 tổng lãnh sự quán đến thăm đồ này kia. Ôi dùi ơi lên trên mạng tôi vào đâu Facebook tôi nói gì các bạn ngồi đó mừng tôi cứ tưởng tượng là mừng không biết tối nó ngủ được không đó. Các bạn thấy không? Rồi đó nó ca tụng thế vừa qua đến Mỹ rồi sao làm đi rửa chén đi làm lao nô, tại vì các bạn nghĩ nước Mỹ nè mà đời sống văn hóa xã hội cuộc sống mà ơi đâu phải dễ đâu, đâu phải dễ ăn đâu ở Việt Nam, bởi vì lo làm ăn có tiền có của đi chơi, tại tội gì tự nhiên phải qua Mỹ bỏ hết quê hương bao nhiêu tiền của làm được mấy bao nhiêu năm trời qua mua cái nhà hết bất vốn luôn mấy tỷ bạc qua mua cái nhà Mỹ giờ 200.000-300.000 gọi là nhà gọi là medium á, loại nhà gọi là bình thường giá bây giờ cái khu mà mình tạm ở được á, còn như mấy chỗ hồi nãy tôi like mấy chỗ đó coi như là không lẽ mua cái mobile home ở kiểu đó vài chục ngàn mà qua không lẽ gì ở vậy ở Việt Nam mà ta gọi là đại gia không à. Có xe hơi đi mẹ ơi, có nhiều người đi ra toàn là xe hơi xe ô tô không chứ. Tôi về tôi thấy ngon lắm, có người hầu kẻ hạ về đến nhà cửa sạch trơn, có người nấu ăn nấu uống rửa chén rửa bát giặt quần giặt áo hét cả lửa qua tới Mỹ thì hét ai nghe. Qua tới Mỹ nè, anh có cầm 10 tỷ đi chăng nữa, tiền Việt Nam 10 tỷ Việt Nam nghe nó hoành tráng. Cầm 10 tỷ bên Việt Nam qua bên này có 400 mấy ngàn đâu bao nhiêu đâu. Nói chuyện 400 mấy ngàn giờ bên Mỹ ra mua cái nhà bất vốn rồi. Mua cái nhà bất vốn. Nghe nói giờ qua Mỹ mua cái nhà ở Bạc Triệu, như tôi nói có nhiều ông, nhiều bà mấy ca sĩ rồi gì đó qua bên này cũng thấy phải mua cái nhà lên ù. Cái ca sĩ đó, cái thằng đó qua Mỹ nó ở nhà mua nhà triệu đô. Ý, nghe ghê không? Các bạn thấy nghe ghê lắm. Tôi đọc báo nhiều lúc tôi nói ồ mấy ca sĩ tài tử rồi mấy dân đại gia trong nước qua Mỹ mua nhà triệu đô. Nhà triệu đô thì có gì đâu. Nhà bây giờ nhà mấy thằng mà giàu thực sự bên Mỹ này 50 triệu. Tôi nói chuyện bạn nhà nó 50 triệu. Nhà triệu đô bên Mỹ này. Bỏ tiền qua rồi phải đóng thế đó mẹ, rồi ngồi đó phải đủ thứ tiền bạc hết, tự nhiên bỏ ra tiền triệu đô mấy chục tỷ qua ngồi ôm cái nhà đó ngồi đó chụp hình gửi Việt Nam qua bên Mỹ ở nhà triệu đô
Nghe ghê quá ấy, nghe sợ quá ấy. Bà ơi, tôi nói như các bạn sống, có những người mà họ sống họ vọng ngoại, họ đua đòi. Tôi nói ngay cả thằng Đàm Vĩnh Hưng, nhưng mà các bạn thấy tự nhiên trong nước nhà cao cửa rộng nổi tiếng, qua bên Mỹ này người ta đi chơi đi cũng chạy qua mua cái nhà bạc triệu đô rồi người gì ngồi đó, ngồi đó nghía rồi ngồi đó rồi đóng thế cho ông Mỹ. Màng ơi, mình có tiền mà tại sao mình nó nghe ở Việt Nam mình không chơi cho nó sướng, mình đi khắp thế giới thì cũng được, tự nhiên ôm cái nhà bên Mỹ này giờ có trọ chạy ở Việt Nam nữa, rồi hàng tháng phải đóng tiền thuế, tiền bảo hiểm, tiền bảo trì, tiền điện, tiền nước, tiền các bạn biết mấy khu nhà đó đủ thứ tiền hết. Thằng Đàm Vĩnh Hưng hay là mấy tay ca sĩ Quỳnh Hương gì đó, cái gì đó tụi ở qua Mỹ mua nhà ở nhà bạc triệu. Nghe nó bạc triệu ghê quá ha. Ở Việt Nam thì nó lớn thiệt. Tôi nói chị các bạn biết, nói cái kiểu giống như tôi nói thì nó kiểu giống như ông này nó phách lối giàu bao nhiêu. Nhưng mà thiệt sự tụi ba các bạn nhìn đi, nói tôi nói nhà bạc triệu bên Mỹ giờ nó chẳng là cái gì chứ á. Nó chẳng là gì. Cái khu tôi ở nhà bạc triệu tôi thấy chẳng có gì chứ á. Nói không mà tiền này tiền nọ đủ thứ. Đó. Cái đó là chơi bạo lấy tiếng ngu. Nói thiệt chứ ở Việt Nam mà làm ăn mà kinh doanh mà khá giả có tiền. Mà ơi, tôi nói chỉ có đi khắp thế giới này. Thời buổi giờ đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, mạnh gì gạo bao gì tiền. Mình ăn nên làm ra ở quê nhà đất nước yên bình, cuộc sống ổn định. Các bạn thấy ngay cả vấn đề bệnh coronavirus, Việt Nam mọi mạng sống của người dân luôn luôn được chính phủ lo lắng, những người mà cầm quyền, những người lãnh đạo Việt Nam, người ta lúc nào cũng lo lắng. Có những người họ chằn chọc bâng khuâng suy nghĩ nát đầu nát óc, tại các bạn không có tìm hiểu thì nhìn thấy phải điều hành các cơ quan làm sao khắc phục hậu quả để người dân có cuộc sống yên ổn làm ăn. Còn bên Mỹ này, tiền tao bỏ túi, mày chết thì tao chôn. Các bạn thấy hồi nào sớm tôi mới nghe tin tức ở tiểu bang đây nè, ở Manitoba, cái số người chết nó bỏ trong nhà đông lạnh, mà tôi nghe nó nói giống như nó bỏ gà dịch vậy. Nó bỏ mấy chục 29 người trong cái nhà đông lạnh, bây giờ nó kẹt chỗ rồi, cho nên nó phải đi thuê nhà đông lạnh khác kéo lại để bỏ thêm xác người vô, giống như là giống như gà vịt ướp, heo gà vịt ướp bỏ vô đông lạnh, ướp cho nó đông lạnh rồi chờ chuyển qua khâu khác. Mà ơi, các bạn thấy cái mạng người bên này nó bạc bẽo lắm, ngay cả con người mà bên này nó chết đi chăng nữa nhìn nó bạc bẽo lắm. Có nhiều khi những người mà họ không có tiền, tôi nói chị các bạn, họ chết cái xác của họ, họ đem họ hiến cho mấy cái tụi mà nó lấy xác á, nhiều khi nó lấy xác mấn đồ hiến cho nó để nó nghiên cứu, nhưng mà nó bán, nó đem cái xác người nó bán cho mấy cái tụi mà nó buôn xác người đó, nó mua những cái xương, những cái bộ phận người. Mà ơi, có nhiều thằng nó làm giàu, nhiều khi bắt đầu nó xài xong rồi không còn cần nữa, nó đem dục trong rừng đó. Lâu lâu nó phá một cái vụ án hàng trăm xác người, nó dục trong rừng, còn không dục trong bịch, nó nhét chỗ này nó nhét chỗ nọ, khiếp. Còn con người Việt Nam các bạn thấy, sống thì có cái nhà, chết thì có cái mồ, nhà chết thì còn được cái người chết Việt Nam được chôn cất đàng hoàng bồ mã, dù không biết người đó có quen hay là thân nhân không. Một cái người lữ khách đi qua, họ thấy một người khác chết mà không có thân nhân, họ cũng tìm cách làm sao chôn cất, đối xử với cái xác chết đó. Nó có tình có nghĩa, mặc dù họ không thân thuộc. Các bạn thấy những cái tai nạn đâu cũng vậy. Còn bên Mỹ này, đụng cái ầm cái xác nằm đó, không ai dám đám đụng chân á. Tại vì đụng vô nhiều khi là có chuyện gì sao, đỡ thừa rồi sao, phải đợi cảnh sát đồ này kia rồi xong dục vô nhà xác. Có nhiều người không kiếm được thân nhân thì nó đốt. Ôi, nó đủ thứ cái xã hội này. Mà khi nói ra thì mấy cái đám chống cộng nó chửi, nó nói mình ăn cháo đá bát. Cái xã hội xung Mỹ nó thật sự vậy.
những người như tôi là hàng Mỹ nó cần, tại vì tôi làm tôi đóng thế. Nói chung các bạn thấy ngay cả cái mùa COVID từ hôm mà nó xảy ra trên nước Mỹ, một số những thành phần mà được viện trợ, được chính phủ cung cấp giúp đỡ tiền để đặng mà sống qua ngày, tôi có lãnh được con khỉ gì đâu, thì tôi đâu có thuộc diện đó đâu, làm sao mà tôi lãnh nổi, làm sao mà tôi có cửa mà để được lãnh tháng 1,200 rồi được hưởng cái này cái kia đâu. Bạn ơi, mình phải tự cung tự cầu tự cấp tự làm tự sống hết chứ. Ở Mỹ này mà một người mà làm ăn mà kinh doanh đồ mà các bạn có của ăn của dư của thừa của để là phải tự túc hết chứ. Để tôi quay cho các bạn thấy cái chỗ này những cái người dân ở đây họ sống. Các bạn biết nhiều khi mình đi, tại vì tôi lái xe công chuyện tôi đi nhiều á, có nhiều cái nó thương tâm lắm chứ không phải như các bạn nghĩ đâu. Những cái cuộc sống của người ta cửa rồi các bạn thấy, họ chỉ cần có cái chỗ để họ sống thôi, để đặng mà họ mưu sinh thôi. Những cái khu như vậy nên chị các bạn thấy đấy, đâu phải là đùa đâu anh chị các bạn. Tôi quay để anh chị các bạn thấy rằng các bạn đang có những gì trong đất nước, hãy quý trọng nó, hãy gìn giữ nó. Mình nếu mình chưa có làm được cái gì thì mình phải cố gắng lên, chứ không phải mọi thứ cái chửi chính phủ, chửi nhà nước, chửi